Hello, hello, 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 Chúng ta sẽ thử máy Chiến tranh Ukraine và Nga sẽ kết thúc Một thời gian ngắn nữa thôi Một vài ngày nữa Và vì sao thì cái nước Nga đấy lại có thể lấy được rất là nhiều đất lẫm thổ của Ukraine mà dường như là họ nói họ lấy lại những gì mà trước đây họ đã trao cho Ukraine tức là lắm lãnh thổ của đế chế nga ngày xưa mà cái thời của ông Lenin á thời mà thành lập liên bang cộng hòa sau chủ nghĩa Xô Viết đó thì chính quyền Xô Viết là trao cái phần lãnh thổ đấy cho Ukraine thì bây giờ cho thấy rằng dường như không chỉ là nước nga sẽ chỉ à, sát nhập hai cái tỉnh mà nói là ly khai với cả Ukraine là tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk mà có thể là trước mắt thì sẽ lấy tới bốn tỉnh, thêm hai tỉnh nữa là tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia, nó nằm giữa Kherson với cả là Donetsk. À, cái mà cái chỗ mà có cái thành phố cảng á, là Mariupol, thì trước mắt là chiến tranh kết thúc, á, thì nước Nga sẽ có bốn cái tỉnh đó và về lâu dài thì có vẻ giống như là nước nga sẽ lấy được tới 8 tỉnh của ukraine luôn thì uh, hai tỉnh đã biết ly khai thì nhắc lại là donetsk với cả là lugansk hai tỉnh mà bây giờ đừng nói rằng là quân đội nga và nước nga thì đã có một cái sự là uh, sắp xếp uh, hành chính uh, được hiểu rằng là giống như là chịu cái sự là sẽ tiếp tục tuyên bố ly khai với cả ukraine Hay nhắc lại cái tên là kherson và tỉnh là à Zopozania. Còn những cái tỉnh nữa thì thấy là cái vùng Odessa là thành phố biển mà mọi người cũng nghe tên quen này. Rồi thành phố Kharkov ở phía bắc này. Rồi thành phố là Mykolaiv này là kế Odessa. Rồi một thành phố nữa giữa Kharkov với cả Mykolaiv là thành phố The... The Dnipro. Thì chúng ta nhớ là cái tên này nó hơi hơi trùng với cả thành phố đó Cái tỉnh Đôn Nhép Đôn Nhép thì cái vùng ly khai thì chúng ta biết rồi Có sông Đôn Nhép Còn cái vùng tỉnh này mà kế bên á Thì gọi là Donipro Thì như thế là Cộng thêm Crimea nữa là Ukraine là mất lãnh thổ tới là chín tỉnh luôn Bán đảo Crimea thì coi như là hồi đó đến giờ là Cái bán đảo chiến lược rồi Thì Nga họ đã lấy về từ năm 2014 Bây giờ mà mất tới 8 tỉnh nữa Thì lãnh thổ của Ukraine thực sự là mất quá nhiều có thể nói là mất là hơn 1 phần 3 lãnh thổ luôn như thế là chỉ còn vùng giữa của nước Ukraine và cái vùng phía Tây nhìn trên bản đồ thì mọi người có thể thấy chúng ta có thể thấy là cái lãnh thổ của 8 tỉnh đó thì nó là quá lớn và cái này thì có thể nói là cái cái giải khờ của Ukraine 54321 chúng ta đã thử máy xong thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là vì sao mà người Nga họ lấy được nhiều lãnh thổ như thế thứ nhất đó là họ mặt thứ hai nữa là họ nói là họ có một cái sự, sự chứng danh là họ thấy họ lấy lắm thổ ngày xưa của nước nga của đế chế nga về lại với với cả là đất mẹ nga vĩ đại à, thứ ba nữa đó là họ đi trước được thế giới tức là cái tư, tư duy và cái cái tầm nhìn của họ thì giống như là đi trước thế giới và thứ tư nữa thì phải nói rằng là Mỹ với cả NATO bây giờ đó là ở cái thế là yếu hơn nước Nga, à, không có theo kịp nước Nga, chạy theo nước Nga thôi chứ còn không có một cái nhìn mà tính đoán trước. Rồi cái cuối cùng nữa thì cái đất nước Ukraine bây giờ đó, với cả cái ông tổng thống mà Volodya Zelensky á thì quá yếu, quá yếu mà lại là không có một cái tự chủ riêng đó, mà lại theo đuôi NATO với Mỹ thì cuối cùng mất cái tự chủ, mất cái tự chủ như thế mà khi chiến tranh xảy ra đó, mà Mỹ với NATO mà họ ủng hộ mà ở mà không có tới nơi tới chốn thì coi cuối cùng coi như là thất bại thất bại thì mất lắm thổ thì chúng ta có thể thấy là điều này thực sự là đáng tiếc cho Ukraine nhưng mà cái này cũng là một cái mà có thể đoán trước thôi là bởi vì là nếu mà người ta hiểu được nước Nga đó và người ta theo dõi từng nước đường đi nước bước của nước Nga với ông Putin đó thì rõ ràng là người ta có thể chắn được điều này nhưng mà cái nước Ukraine thì tin tưởng vào một cái người tổng thống được bầu lên mà là một người diễn viên hài đó và đất nước Ukraine hình như là cái nhận thức chính trị của họ đó và cái đẳng cấp chính trị của họ không có có thì thành ra là họ mới bị là mất lắm thổ, mất chủ quyền. À, bây giờ mà cái ông Zelensky mà cho dù có tồn tại đi chăng nữa thì cũng vẫn mang một cái tiếng với lịch sử thôi, không gắn vác nổi cái trách nhiệm của lịch sử mà đặt lên vai ông là đất nước Ukraine thì bị mất lắm thổ như thế. Thì chúng ta thấy là bây giờ nhìn về cái cái lý do ban đầu thì cũng vẫn thấy thấy thôi, hơn 2 tháng trước thì Ukraine thì cứ nhất định là phải đòi gia nhập NATO mà Nga thì họ nói là không có được làm cái chuyện đó nếu làm chuyện đó thì hậu quả sẽ khôn lường thì họ nói sao thì họ làm vậy tức là đáng tiếc ở chỗ là nước Ukraine không có tự chủ và không có một tầm nhìn chiến lược và cứ theo đuôi ngoại quốc đó thì cuối cùng là bị thiệt thòi thì những cái tình hình mà diễn ra hiện tại đó và mới nhất thì cho thấy rằng đó là quân đội Nga thì một lần nữa ra tối hậu thư cho là bên phía là cái vùng mà quân đội Ukraine ở phía đông đó là nói là phải ra hàng ở cái thành phố mà cả mà Maripol đó thì cái tối hậu thư mà người Nga và quân đội Nga mà họ nhắc đi nhắc lại đó là tới ba lần như thế thì được hiểu rằng là đến khi mà họ mà ra một cái sự thảm sát đó thì có lẽ thế giới cũng phải chấp nhận thôi thì kiểu giống như là họ nói rằng là quân đội Nga thì đã ra tối hậu thư một lần rồi nhưng mà phía bên Ukraine là không có buông vũ khí và người ta là có một cái sự là châm trước thêm người ta ra tối hậu thư lần thứ hai thì cũng không buông vũ khí cho nên bây giờ là đến lần thứ ba đó thì nếu mà không rút đi đó hẳn nhiên là người nga họ sẽ tàn sát thôi quân đội nga họ sẽ tàn sát những cái người lính cuối cùng mà nói là trú ẩn trong cái cái nhà máy thép azov như thế và cũng có một cái đặc biệt nữa là có người dân cũng ở trong đó được nói là À, khoảng chừng mấy trăm người dân Ukraine là cũng cùng với cả là binh lính Ukraine vô trong đó cố thủ thì cái này nó cũng ngạc nhiên là chỗ là người dân tại sao họ lại vô trong đó họ cố thủ phải chăng là họ bị phía quân đội á ép vô thì họ mới vô chứ còn không ai giải gì mà chui với cái đường hầm đó thì cái hệ thống mà nhà máy máy thép nhà Azov đó thì mọi người cũng biết là một cái hệ thống nhà máy lớn và nó có đường hầm mà nói là sâu tới mấy chục mét đó thì khi mà quân đội Nga mà ra một cái tối hậu thư á, mà bên phía quân đội Ukraine mà không đầu hàng á, thì hẳn nhiên là họ sử dụng những cái bom xuyên phá và những cái bom áp nhiệt mà được nói là khi mà nó cháy thì nó đốt hết oxy thì những người ở trong cái hang đó mà bị chấn động và không có oxy thở thì sẽ chết hoặc là cũng có thể họ sẽ ra cái chiêu á, là bịt hết mọi cái lối thoát của cái hệ thống hầm ngầm rồi bắt đầu là họ thả bom xuống cho biết hết lối ra đó thì coi như là binh lính Ukraine và người dân là có thể sẽ chết ở trong đó là chết kẹt trong đó luôn và những gì mà quân đội Nga làm thì có nghĩa có lẽ là họ sẽ làm thôi bởi vì những gì mà nói là tối hậu thư thì họ đã nói mấy lần như thế rồi và cái động thái mới nữa thì nói rằng là người chỉ huy của những người lính mà thủy đám bộ của Ukraine thì kêu gọi thế giới là hãy cứu họ và hãy đưa họ qua nước thứ ba để hiểu là giống như là đi tị nạn như thế đó thì chính quyền trung ương của của Kiev bây giờ đó là vẫn tuyên bố rằng nó là sẽ cố thủ và không có để mất lắm thổ nhưng mà những người binh lính và sĩ quan ở ngay tại chiến trường á, thì họ thấy là không còn đường thoát nữa hết lương thực hết vũ khí không còn gì để mà đấm đấm nữa thì chỉ có đầu hàng thôi và một cái sự đầu hàng như thế thì phía nga nói là sẽ cho uh, tha mạng uh, và phía mà những người chỉ huy của cái cái lực lượng quân đội Ukraine thì nói rằng là muốn được ra nước ngoài và mong rằng là các nước thứ ba những nước mà thuộc về NATO hoặc là Mỹ nó sẽ tìm cách đó là không vặn họ ra khỏi cái chỗ mà bị mắc kẹt trong cái vùng nhà máy thép Azov ở cái thành phố Mariupol đó rồi sau đó sẽ đi, đi định cư nước ngoài thì họ đang kêu gọi như thế mà những giây phút này có thể là những giây phút cuối cùng rồi có những cái lực lượng mà được nói là thuộc cái lữ đoàn Azov đó, thì người ta cũng có ra hàng và cái người sĩ quan cao cấp của cái lữ đoàn Azov đó thì cũng lên trên truyền thông nói rằng đó là đã suy nghĩ hai ngày trước khi đầu hàng và cảm thấy cái sự đầu hàng đó là đúng đắn là bởi vì là không muốn binh lính dưới quyền bị chết và người ta nói rằng là thật là vô nghĩa khi mà đã mắc vô cái thế kẹt mà có thể chết trong khi chính quyền trung ương Kiev thì cứ hối thúc họ là tử thủ đến cùng thì họ thấy như thế là một cái sự lãng phí và vô lý và bây giờ họ nói rằng là họ sẽ không tiếc nuối về cái quyết định ra hàng bởi vì tất cả mọi người đều được sống thì chúng ta có thể thấy là bây giờ cuộc chiến là nó ở cái giây phút cuối cùng rồi giờ thứ 25 rồi và sau cái trận mà chiến mà à, tàn sát những người cuối cùng mà tử thủ ở cái vùng thành phố cảng Maripol đó, thì quân đội Nga có lẽ là họ sẽ chiến thắng thôi và cái sự mà chiến thắng của họ thì trước trước mắt ấy, là họ sẽ lấy là bốn tỉnh nhưng phải là hai tỉnh hai tỉnh ly khai thì đã được công nhận rồi và sắp tới thì sẽ có hai tỉnh nữa là tiếp tục là nói ly khai và được nga công nhận tiếp tục thì nói nhắc lại cái tên hai cái tỉnh mà lâu nay mọi người thường nghe nói là, là tỉnh Lôn Nhép với cả là tỉnh Lugansk và bây giờ thêm hai cái tỉnh mới nữa là tỉnh Kherson Kherson thì được nói là từ hồi tháng 3 đầu tháng 3 đó thì nói quân đội nga đã chiếm cái thành phố Kherson đó, thì thuộc tỉnh Kherson và một cái vùng nữa là gọi là uh, Zaporania thì hai cái tỉnh đó thì bây giờ được nói rằng là cái hệ thống mà hành chính của Ukraine đó đã được chính quyền Nga họ cho người vô và họ sắp xếp là theo cái lối là hành chính của Nga và và khi mà chiến tranh mà ngưng tiến súng á, thì hai cái tỉnh đó sẽ tuyên bố là ly khai tiếp tục để mà sát nhập vô là lãnh thổ của Nga còn cái đường dài mà nói rằng là những cái tỉnh như là Kharkov hoặc là Donetsk mà Broska hoặc là Mikolaj hoặc là Odessa đó thì từ từ ngay họ lấy sau thì nguyên cái vùng đó mà được nói là 8 tỉnh đó, cộng với cả Crimea đó thì người ta gọi là một cái vùng là Tân Nga à, tức là nước Nga mới đó gọi là Luhvorusia thì tiếng tiếng Anh thì có lẽ gọi là New Russia thì chúng ta có thể thấy là chiến cuộc thì coi như là dễ thấy và thực sự mà cái sự mà hỗ trợ Ukraine của những nước phương Tây đó, thì nó hời hợt và nó yếu. Uh, viện trợ vũ khí thì không có nhiều vũ khí hằng nặng mà chỉ là những cái vũ khí loại nhẹ thôi mà viện trợ thì cũng không có viện trợ dứt khoát kể cả mỹ kể cả Anh kể cả đức cũng thế và bây giờ người ta nhìn nhau để người ta cứu ukraine và người ta thấy cứu không nổi thì người ta buông thì cái số phận của đất nước ukraine thì uh, bị chia ra như thế và mất tới hơn một phần phần ba lãnh thổ thì cái sự mất mát là quá lớn trong khi mà trước đây nếu mà nghe lời theo nước nga đó thì chỉ cần đó là không gia nhập nato và giữ cái độc lập của mình cho dù có bị mất hai tỉnh ấy, mà nói là Donetsk với cả Lugansk thì cũng cũng vẫn giữ được cái lãnh thổ còn lại và nếu mà uh, hòa hoãn với cả nga và chịu họ gây ảnh hưởng ấy, thì cứ làm ăn buôn bán bình thường thôi à, coi như là quân đội nga có lẽ cũng không muốn chiếm những cái vùng đó bởi vì là chiến tranh xảy ra thì có người chết và tốn kém tiền bạc nhưng mà bây giờ là bởi vì có cái lý do để cho họ đồng thủ cho nên là quân đội uh, nga thì đã đồng thủ như chúng ta đã biết đó thì cuối cùng đã hơn hai tháng trôi qua rồi và cái gì người nga làm được á, thì họ làm được tức là họ tuyên bố và họ làm họ nhất định họ làm như thế và cũng phải thấy rằng là à, khi mà thuận tiện á, thì sẽ họ sẽ lấy lãnh thủ của thổ cú của họ về còn nếu mà không thuận tiện á, mà muốn có một cái sự hòa bình mà được cũng lâu lâu dài dài đó thì ukraine đó tức là chính phủ kiev thì phải là thuận theo nga à, tức là những gì mà họ đưa ra tối hậu thu họ nói là không được gia nhập nato với cả là À, trở thành một thành viên của NATO đó thì phải nghe thôi tại vì như đã nói đó, Ukraine với Belarusia với Nga là anh em ngày xưa với nhau mà bây giờ là gia nhập một cái tổ chức của ngoại quốc mà ảnh hưởng đến an ninh của Nga thì Nga họ không chịu thì à, giây, à, giây phút cuối cùng của giờ thứ 25 thì thấy là chiến cuộc coi như là đã tàn và Nga thì chiếm thành phố mở cảng Maripol đó đấy là một cái chỉ dấu chỉ dấu thứ hai nữa là à, những người mà không đầu hàng thì sẽ bị tiêu diệt và những người mà nói là lính thủy đón bộ của cái vùng mà đó thì có cái xu thế là sẽ đầu hàng và thêm nữa là cái chuyện đó mà nước Nga vừa mới thử một cái vũ khí đạn đạo đó mà nói rằng là có thể bay được tới 24.000 cái số bay xa như thế và họ nói rằng là tất cả mọi cái điểm bất kỳ nào trên thế giới đó thì tên lửa xuyên lục địa của Nga đó đều bắn tới tên lửa mà được nói là Uh, siêu bội âm đó, là bay lên trên khí quyển rồi bay ngược trở lại trái đất và có thể là chấm được những cái vũ khí đánh chặn của đối phương và ông tổng thống Putin thì ông tuyên bố rằng đó là khi mà nước Nga thử cái tên lửa mới đó gọi là cái tên lửa làm uh, Samat thì kẻ thù phải suy nghĩ lại cái chuyện đương đầu với nước Nga thì cái đó là có lẽ đúng thôi bởi vì là uh, cái tên lửa đó thì có thể bay tới mọi điểm nhờ ấy ở trái đất và đặt ở cái vùng phía tây của nga cũng có mà chở qua bên phía viễn đông của nga mà cái vùng mà à, cam chát á, cái vùng mà chúng ta thường nghe nói mà giáp với trung quốc á, thì họ cũng đã chở qua rồi thì được hiểu rằng hai đầu của nước nga bên đông bên tây đều có cái tên lửa đó hết và cái tình hình chính trị của châu âu bây giờ đó thì chia năm xẻ bảy thì chúng ta thấy nước pháp thì ngày 24 tháng 4 này thì có bầu cử mà cho thấy rằng là ông tổng thống hiện tại ông Macron thì chưa chắc đã thắng cử mà nếu mà bà Le Pen bà lên là một cái người cực hữu thì nước Pháp Pháp thì cũng bị chia rẽ cũng bộn bề tức là châu Âu bây giờ cũng bộn bề đủ thứ chuyện không có đoàn kết không có một cái minh chủ nắm đảo thì cuối cùng người ta phải suy nghĩ đến chuyện là chiến tranh Ukraine thì phải kết thúc thôi tại vì Ukraine mà yếu như thế và phương Tây Tây Âu mà không có đoàn kết thì kiểu gì kiểu cũng bị Nga họ áp đảo cho nên là chi bằng kết thúc chiến tranh sớm rồi xóa bài làm lại cùng ngồi bàn bạc với nhau về tương lai của châu âu như thế nào như thế nào mà theo cái sự là ý muốn của người nga thì nó có lợi hơn là chiến tranh mà cứ kéo dài mà ukraine thì sẽ thua cuộc và phương tây với cả là nga đó mà nếu không làm ăn á thì hai bên đều thiệt thì người ta phải lựa chọn cái đúng thôi ngày, cái tin tức vắn tắt của ngày hôm nay là như thế ngày 20 tháng 4 năm 2022 và một cái sự bất ngờ cho rất nhiều người á, là Ukraine không chỉ mất 2 tuần mà có thể mất tới 4 tuần và trong tương lai là có thể mất lên tới 8 tuần cái lãnh thổ của mình một cái sự ngạc nhiên hòa bình ngưng tiến súng và cái cùng là người nga họ làm được cái chuyện họ làm cảm ơn mọi người người đã nghe một cái tin chém gió vắn tắt về câu chuyện là chiến tranh nga và ukraine cái gì kết thúc thì đến lúc nó phải kết thúc thôi và một lần nữa thì nhắc lại rằng là người nga họ làm được cái chuyện họ làm và cái tư duy của người Nga đó thì họ đi trước thế giới và phương Tây với Mỹ, NATO là theo không kịp cho nên mới bị động và chạy theo Nga như thế thì cuối cùng là người Nga họ lấy được cái lãnh thổ của Ukraine. Xin chào và xin hẹn gặp lại.